Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Cùng một ngày, cả ba đứa con nhỏ đều bị bắt cóc khi đang chơi đùa gần nhà, khiến cặp vợ chồng bán thịt bò day dứt mãi không thôi. Suốt 26 năm qua, họ kiên trì không đổi nghề, không đổi số liên lạc, với hy vọng mong manh để các con có manh mối tìm đường về nhà. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1995, con gái và cặp bé trai song sinh của cặp vợ chồng bán thịt bò trâu mổ và tần mổ đã bị bắt cóc khi đang chơi đùa ở địa phận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Suốt 26 năm qua, vợ chồng họ đã đến nhiều tỉnh thành trên cả nước và đăng thông báo tìm người thân mất tích nhưng đều không có manh mối. Để ba đứa con không quên đường về nhà, cả hai đã kiên trì bán thịt bò suốt 26 năm, thậm chí không đổi số điện thoại di động. Mỗi dịp lễ Tết gần kề là lúc hai vợ chồng đau khổ nhất. Nhìn ba bộ bát đũa của các con bày lạnh lẽo trên bàn càng khiến trâu mổ lòng đau như cắt. Trời không phụ lòng người, suốt bao năm kiên trì tìm kiếm, cùng sự nỗ lực không ngừng của cảnh sát, cuối cùng cặp đôi cũng đã gặp lại được hai cậu con trai song sinh, Lại Mổ và Lâm Mổ. Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của cha con họ diễn ra tại văn phòng công an quận Vĩnh Thuận ngày 5 tháng 11. Trên mạng xã hội Trung Quốc, bài đăng liên quan tới cha con trâu mổ nhận được nhiều lượt tương tác tích cực cùng vô vàn lời chúc mừng. Nhìn thấy hai người con trai sinh đôi đã xa cách 26 năm, người mẹ đáng thương đã không cầm được nước mắt. Gia đình họ trao cho nhau những chiếc ôm thật lâu, thật chặt. Cả vợ chồng lạc mất con ấy đã chờ đợi cái ôm này suốt gần 3 thập kỷ. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1995, cô con gái 6 tuổi và hai cậu con trai song sinh 4 tuổi của họ đã bị bọn buôn người bắt cóc khi đang chơi bên cây cầu gần nhà. Sau khi tìm kiếm các con hồi lâu không kết quả, hai vợ chồng đã phải đến cơ quan công an địa phương trình báo vụ việc. Nhận được đơn trình báo, cảnh sát thuộc văn phòng công an huyện Vĩnh Thuận đã tiến hành điều tra và phát hiện ra ba đứa trẻ bị một thanh niên khoảng 20 tuổi dụ dỗ bằng kẹo và đẩy lên một chiếc xe ba bánh đi về hướng huyện Long Sơn cùng trong địa phận tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vì lúc đó chỉ có một xe cảnh sát trong đội điều tra hình sự để tại văn phòng quận nên cảnh sát chỉ có thể lập thành một đội rồi lái xe đến đó nhưng vẫn muộn một bước. Sau khi thu thập thông tin từ người dân sinh sống quanh đấy, cảnh sát lại lên xe đuổi về hướng huyện Cát Thủ cùng trong địa phận tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nhưng vẫn mất dấu. Hành trình tìm kiếm các con của hai vợ chồng Trâu Mổ và Tần Mổ trong suốt hơn 20 năm qua gặp muôn vàn trắc trở. Ngay sau khi biết các con bị bắt cóc, Trâu Mổ đã dành thời gian đi nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc để tìm manh mối nhưng lần nào cũng phải thất vọng quay về. Khoảng năm 2003, một cơ sở dữ liệu DNA thống nhất được thành lập tại Trung Quốc cung cấp nhiều thông tin mẫu DNA lập thành một danh sách. Đến năm 2009, Bộ Công an nước này ra mắt hệ thống thông tin cơ quan công an quốc gia về tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc và mất tích. Sự phát triển không ngừng của công nghệ cũng góp một phần lớn giúp những đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ có hy vọng được đoàn tụ với gia đình. Năm 2014, Lâm Mổ đã bị Sở Công an huyện Thạch Sư, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc lấy mẫu máu vì lái xe trong tình trạng say rượu. Năm 2021, cùng với việc phát động chiến dịch đoàn tụ thông qua việc so sánh mẫu máu của hệ thống DNA chống buôn người trên toàn Trung Quốc, cảnh sát phát hiện ra rằng mẫu máu của Trâu Mổ và Lâm Mổ có điểm tương đồng, chứng tỏ hai người rất có thể có quan hệ huyết thống. Sau sự cố trên, cảnh sát thu được thông tin về nơi cư trú của Lâm Mổ. Hiện anh đang ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vào ngày 20 tháng 10, cảnh sát thụ lý vụ án đã đến tìm anh cùng với sự giúp đỡ của Cục An ninh Công cộng địa phương. Một lần nữa thu thập mẫu máu của Lâm Mổ, đồng thời yêu cầu Sở Công an tỉnh Hồ Nam kiểm tra xác minh hình ảnh. Ngày 25 tháng 10, đội điều tra hình sự Công an tỉnh Hồ Nam gửi tin vui. Sau khi đối chiếu các thông tin liên quan, DNA của Lâm Mổ và một người tên Lại Mổ có điểm giống nhau đến 99,24% và hộ khẩu của anh cũng ở tỉnh Quảng Đông nhưng khác huyện, Lại Mổ ở huyện Phổ Ninh. Cơ quan công an đã gửi mẫu máu của hai chàng trai và Trâu Mổ đến phòng hình sự thuộc Sở Công an thành phố Yết Dương để so sánh DNA. Sau vài ngày chờ đợi, cuối cùng mối quan hệ huyết thống giữa gia đình anh Trâu và hai người con trai đã được xác nhận. Theo cảnh sát đang thụ lý vụ án, tuy là anh em sinh đôi nhưng anh trai Lại Mổ lại thừa hưởng các đường nét giống bố, còn em trai Lâm Mổ lại đậm người và có gương mặt phúc hậu giống mẹ.
Bây giờ tôi đã tìm thấy con, hạnh phúc từ nay sẽ đến, Châu Mỗ nghẹn ngào nói. Cảnh sát xử lý vụ án cho biết, Châu Mỗ và vợ bán thịt bò trong thị trấn suốt 26 năm và không hề đổi nghề. Họ muốn lấy đó làm dấu hiệu để những đứa con bị bắt cóc của mình có thể tìm được bố mẹ. Số di động của hai vợ chồng cũng không thay đổi. Anh Châu sợ cảnh sát và các con không liên lạc được với mình nên không dám đổi. Bắt cóc trẻ em là vấn nạn đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ ở Trung Quốc. Với hàng nghìn vụ xảy ra mỗi năm, giới chức cho hay nhờ sự hỗ trợ của khoa học và công nghệ mới, ngày càng nhiều gia đình được đoàn tụ với người thân bị bắt cóc trong những năm gần đây. Hiện tại, Văn phòng Công an quận Vĩnh Thuận, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đang tìm kiếm nốt cô con gái bị bắt cóc của gia đình Châu Mỗ, đồng thời đẩy mạnh điều tra hang ổ của những kẻ buôn người. Tại Bangkok, Thái Lan, có một cửa hàng bán món ăn tráng miệng vô cùng độc đáo. Ở đó có phục vụ những ly kem khiến người ăn kinh ngạc. Đến đây, bạn vừa có thể ăn, vừa chụp được những bức ảnh đáng nhớ. Nếu chụp riêng ly kem, bạn sẽ thấy nó giống hệt những ly kem khác. Nhưng khi bạn chụp cùng ly kem, hình ảnh sẽ cho bạn một cảm nhận hoàn toàn khác hẳn. Một vị khách đến tiệm ăn kem chia sẻ, ly kem quá bình thường, nó giống với suy nghĩ của tôi. Nhưng kết quả, khi nhìn tấm ảnh vị khách chụp chung cùng ly kem khiến ai xem cũng choáng váng. Nhìn tấm ảnh khách hàng chụp chung cùng ly kem, bạn sẽ phát hiện ra đây là ly kem siêu lớn. Câu chuyện lịch sử của cửa hàng ăn này được viết nên bởi những ly kem cực lớn. Ly kem Sunday Dough này được làm từ 22 viên kem, ngoài ra còn có bánh hồ điệp giòn, dâu tây, bánh quế và bánh ngọt. Ngoài phục vụ những ly kem khổng lồ, tiệm ăn điểm tâm còn cung cấp một số món tráng miệng khác. Tuy nhiên, chúng đều có một điểm chung là món ăn sẽ giống như một ngọn núi khổng lồ. Tuy nhiên, ngoài những đánh giá tích cực, tiệm phục vụ cũng nhận được những đánh giá tiêu cực. Một số người nghĩ rằng làm vậy sẽ dẫn đến lãng phí, nhưng cũng có người cảm thấy đây là đồ ăn nghệ thuật. Nhưng số người khác lại cho rằng nếu ăn cùng với một vài người bạn, món ăn sẽ được thưởng thức sạch trơn và sẽ không lãng phí. Tiệm kem này rất thích hợp cho bạn bè hoặc gia đình tụ họp bên nhau để tận hưởng cảm giác vui vẻ, thư giãn. Và chắc chắn, món kem ly khổng lồ sẽ được ăn hết. Quả thực, để làm ra chiếc kem khổng lồ này, người thợ làm kem phải vô cùng vất vả và mệt nhọc. Đây quả là điều tuyệt vời dành cho những ai thích ăn kem.